Xin chào các bạn, chúng ta tiếp tục trường bài mạch tổ hợp gồm có mạch mã hóa, mạch giải mã của môn lý thuyết kỹ thuật số. Tiếp tục nội dung thứ 5, ghép mạch giải mã. Sang phần 5 nhỏ. Yêu cầu số 5, hãy ghép hai mạch giải mã 2 sang 4 có hai tín hiệu cho phép E, một tín hiệu tích cực mức 1, một tín hiệu tích cực mức 0, ngõ ra tích cực mức 1 để tạo thành mạch giải mã 3 sang 8 có một tín hiệu cho phép tích cực mức 0. Như vậy yêu cầu số 5 khác với yêu cầu số 4. Ở yêu cầu số 4 thì có một tín hiệu cho phép tích cực mức 1, còn ở yêu cầu số 5 thì tín hiệu cho phép tích cực mức 0. Đây là sơ đồ khối của hai mạch giải mã 2 sang 4 với hai tín hiệu ngõ vào là Y0, Y1 và bốn tín hiệu ngõ ra là O0 đến O3, tích cực mức 1, hai tín hiệu cho phép E, trong đó tín hiệu E0 cho phép tích cực mức 1, còn tín hiệu E1 gạch cho phép tích cực mức 0. Ta tiến hành ghép hai mạch này lại để tạo thành một mạch giải mã 3 sang 8 với ba tín hiệu ngõ vào là Y0, Y1, Y2 và tám tín hiệu ngõ ra từ O0 đến O7 có một tín hiệu cho phép E tích cực mức 0. Trên tờ thực hiện, ta tiến hành bước thứ nhất là ghép hai khối của hai mạch giải mã 2 sang 4 tạo thành một khối với các tín hiệu ngõ vào là của mạch giải mã 3 sang 8 và các tín hiệu ngõ ra là 8 ngõ ra của mạch giải mã 3 sang 8. Ta sang bước thứ hai, tiến hành viết phương trình. Đây là bốn phương trình của bốn ngõ ra O0A, O1A, O2A, O3A của mạch giải mã 2 sang 4A theo các tín hiệu ngõ vào là Y0, Y1, E0A, E1A gạch. Còn đây là bốn phương trình ngõ ra của mạch giải mã 2 sang 4B từ O0B đến O3B theo các tín hiệu ngõ vào Y0, Y1, E0B, E1B gạch. Và đây là tám phương trình cho tám ngõ ra từ O0 đến O7 của mạch giải mã 3 sang 8 theo các tín hiệu ngõ vào Y0, Y1, Y2 và ngõ vào E gạch. Sau khi đã có đầy đủ các phương trình ngõ ra, ta tiến hành cho ngõ ra O0, O1, O2, O3 của mạch giải mã 3 sang 8 sẽ bằng các ngõ ra O0A, O1A, O2A, O3A của mạch giải mã 2 sang 4A. Tương tự, ta cho các ngõ ra từ O4 đến O7 bằng các ngõ ra O0B, O1B, O2B, O3B của mạch giải mã 2 sang 4B. Đây chính là 8 phương trình cho 8 ngõ ra tương ứng bằng nhau. Sau khi cho các ngõ ra tương ứng bằng nhau, thì ta suy ra các ngõ vào cũng phải tương ứng bằng nhau. Xét 4 phương trình đầu tiên từ O0 đến O3 và 4 phương trình O0A đến O3A, ta suy ra ngõ vào Y0, ngõ vào Y1 của mạch giải mã 2 sang 4A sẽ bằng ngõ vào Y0, ngõ vào Y1 tương ứng của mạch giải mã 3 sang 8. Và ngõ vào E1A gạch, E0A sẽ bằng hai tín hiệu còn lại là E gạch và Y2 đảo của mạch giải mã 3 sang 8. Tương tự ta xét 4 phương trình còn lại từ O4 đến O7 và O0B đến O3B, ta cũng suy ra được ngõ vào Y0, ngõ vào Y1 của mạch giải mã 2 sang 4B sẽ bằng hai ngõ vào Y0 và Y1 tương ứng của mạch giải mã 3 sang 8. Hai tín hiệu còn lại là E1B gạch và E0B sẽ bằng E gạch và Y2 của mạch giải mã 3 sang 8. Sau khi đã có đầy đủ các phương trình làm cơ sở để vẽ mạch, ta sang bước thứ 3, tiến hành vẽ mạch. Và lần vẽ đầu tiên, ta sẽ nối 8 ngõ ra của mạch giải mã 3 sang 8 từ O0 đến O7 sẽ bằng 8 ngõ ra của hai mạch giải mã 2 sang 4A và B theo đúng 8 phương trình này. Và đây là kết quả cho lần vẽ thứ nhất, 8 ngõ ra từ O0 đến O7 của mạch giải mã 3 sang 8 bằng 8 ngõ ra từ O0 đến O3 của mạch giải mã 2 sang 4A và của mạch giải mã 2 sang 4B. Lần vẽ thứ hai, ta sẽ nối các ngõ vào Y0, Y1 của hai mạch giải mã 2 sang 4A và 2 sang 4B đến hai ngõ vào Y0 và Y1 của mạch giải mã 3 sang 8 theo đúng 4 phương trình này. Và đây là kết quả
ngõ vào Y0 của mạch giải mã 3 sang 8, đã nói đến hai ngõ vào Y0 của mạch giải mã 2 sang 4A và B, tương tự cho ngõ vào Y1. Sang lần vẽ thứ 3, ta sẽ căn cứ vào hai phương trình còn lại và cụ thể như sau. Ngõ vào E0A sẽ nối với tín hiệu Y2 qua cổng đảo. Ngõ vào E0B sẽ nối với tín hiệu Y2. Còn ngõ vào E1A gạch và E0B gạch sẽ nối chung lại với nhau và nối với tín hiệu ngõ vào E của mạch giải mã 3 sang 8. Và đây là kết quả của lần vẽ thứ 3. Ngõ vào E0A đã nối với tín hiệu Y2 qua cổng đảo. Ngõ vào E0B nối trực tiếp với ngõ vào Y2. Ngõ vào E1 gạch A, ngõ vào E1 gạch B được nối chung lại với nhau và nối đến tín hiệu E gạch của mạch giải mã 3 sang 8. Việc ghép hai mạch giải mã 2 sang 4 tạo ra mạch giải mã 3 sang 8 đã thực hiện xong. Và bây giờ ta sẽ giải thích sơ lược nguyên lý hoạt động của mạch này. Bắt đầu với ngõ vào cho phép E. Nếu ngõ vào này ở mức 1, thì cả hai mạch giải mã 2 sang 4A và B đều ở chế độ không cho phép giải mã. Khi đó 8 ngõ ra đều bằng 0. Ngược lại, nếu ngõ vào E này ở mức 0, thì khi đó nó sẽ cho phép cả hai mạch giải mã 2 sang 4A và B được phép giải mã, và nó sẽ phụ thuộc vào 3 ngõ vào còn lại Y0, Y1 và E0. 3 ngõ vào Y0, Y1, Y2 tạo thành một số nhị phân 3 bit có tổng cộng là 8 trạng thái. 4 trạng thái đầu tiên thì ngõ vào Y2 bằng 0, qua cổng đảo thành 1, và khi đó nó sẽ cho phép mạch giải mã 2 sang 4A được phép giải mã. Ngõ ra sẽ phụ thuộc vào hai ngõ vào Y0 và Y1. Còn mạch giải mã 2 sang 4B thì ở trạng thái không cho phép giải mã, 4 ngõ ra từ O4 đến O7 ở mức 0. Với 4 trạng thái còn lại của 3 ngõ vào Y0, Y1, Y2 thì ngõ vào Y2 ở mức 1 qua cổng đảo thành mức logic 0. Khi đó nó sẽ cấm mạch giải mã 2 sang 4A và 4 ngõ ra từ O0 đến O3 sẽ ở mức 0. Và nó sẽ cho phép mạch giải mã 2 sang 4B được phép giải mã. Khi đó 4 ngõ ra từ O4 đến O7 sẽ được giải mã theo hai tín hiệu ngõ vào Y1 và Y0. Như vậy, mạch giải mã 3 sang 8 có một tín hiệu cho phép E được ghép từ hai mạch giải mã 2 sang 4 đã được giải thích nguyên lý hoạt động và nó đã hoạt động đúng theo yêu cầu. Phần ghép các mạch giải mã đã thực hiện qua 5 yêu cầu và trong đó có 4 yêu cầu gần giống nhau, đó là số 1, số 3, số 4 và số 5. Phần này chúng ta so sánh 4 yêu cầu này để chúng ta có một cách nhìn tổng thể về sự khác biệt giữa các yêu cầu. Khi quan sát 4 yêu cầu này thì chúng ta thấy có sự giống nhau. Sự giống nhau đầu tiên là đều ghép hai mạch giải mã 2 sang 4 để tạo ra mạch giải mã 3 sang 8. Và mỗi một yêu cầu nó sẽ có sự khác biệt. Với yêu cầu thứ nhất thì chúng ta sử dụng hai mạch giải mã 2 sang 4 có một ngõ vào cho phép E tích cực mức 1. Và khi ghép chúng ta phải sử dụng thêm cổng đảo để tạo thành một mạch giải mã một đường sang hai đường. Ở yêu cầu số 3, số 4 và số 5 có một sự giống nhau là đều sử dụng hai mạch giải mã 2 sang 4 có hai tín hiệu cho phép E 1 tích cực mức 1 và 1 tích cực mức 0. Để ghép tạo thành mạch giải mã 3 sang 8. Sự khác biệt giữa 3 yêu cầu 3, 4, 5 là ở yêu cầu số 3, ta chỉ thực hiện việc ghép để tạo ra mạch giải mã 3 sang 8, không có tín hiệu cho phép. Còn ở yêu cầu số 4, ta thực hiện ghép để tạo ra mạch giải mã 3 sang 8 và có thêm một tín hiệu cho phép E, tích cực mức 1. Còn ở yêu cầu số 5, ta cũng thực hiện ghép tạo thành mạch giải mã 3 sang 8, nhưng tín hiệu cho phép E bây giờ tích cực mức thấp. Đó là sự khác biệt giữa 4 yêu cầu mà các bạn cần phải nắm rõ. Sang phần thứ 6 là bài tập. Bài tập đầu tiên là 331. Hãy ghép hai mạch giải mã 3 sang 8 có một tín hiệu cho phép E tích cực mức 1, ngõ ra tích cực mức 1 để tạo thành mạch giải mã 4 sang 16. Các bước thực hiện là ghép các khối, viết phương trình, vẽ mạch và các bạn có thể mô phỏng kiểm tra kết quả để đánh giá đúng sai. Bài tập 332, hãy ghép hai mạch giải mã 3 sang 8 có hai tín hiệu cho phép E, 1 tích cực mức 1, 1 tích cực mức 0, ngõ ra tích cực mức 1 để tạo thành mạch giải mã 4 sang 16
có một tín hiệu cho phép tích cực mức 1. Các bước thực hiện giống như đã trình bày. Bài tập 333, hãy ghép hai mạch giải mã 3 sang 8 có hai tín hiệu cho phép E, 1 tích cực mức 1, 1 tích cực mức 0, ngõ ra tích cực mức 1 để tạo thành mạch giải mã 4 sang 16 có một tín hiệu cho phép E tích cực mức 0. Các bước thực hiện giống như bài 331. Bài tập 334, hãy ghép bốn mạch giải mã 3 sang 8 có hai tín hiệu cho phép E, 1 tích cực mức 1, 1 tích cực mức 0, ngõ ra tích cực mức 1 để tạo thành mạch giải mã 5 sang 32. Các bước thực hiện giống như bài 331. Bài tập 335, hãy ghép 8 mạch giải mã 2 sang 4 có hai tín hiệu cho phép E, 1 tích cực mức 1, 1 tích cực mức 0, ngõ ra tích cực mức 1 để tạo mạch giải mã 5 sang 32. Các bước thực hiện giống như bài tập 331. Phần trình bày ghép mạch giải mã đã thực hiện xong. Các bạn xem những gì đã trình bày có vấn đề nào chưa hiểu, chưa rõ thì chúng ta trao đổi thêm. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và mời các bạn tiếp tục xem các video tiếp theo.